Ngọc Diệp xin chào quý vị, cô, chú, anh chị và các bạn thân mến. Dạ em Ngọc Diệp chào anh. Xin chào Ngọc Diệp, xin chào kênh. Rồi anh chào quý vị khán giả nữa. Dạ xin chào tất cả ông bà, cô dì, chú bác xa gần trong nước và ngoài nước. Một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Rồi anh cho quý vị khán giả cũng như là các cô sắp đến với anh biết là anh tên gì, sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu. Tôi tin xin tự giới thiệu, tôi tên Bình, Đinh Nam Bình, sinh năm 1961, năm nay là 63 tuổi. Yeah. Hiện đang ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi anh Bình, để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh có cho phép em Ngọc Diệp sử dụng hình ảnh cũng như là video đăng lên mạng và không xóa được anh? Tôi xin đồng ý. Rồi. Anh Bình chịu trách nhiệm lời mình nói trong video này? Tôi đồng ý. Rồi. Rồi hiện nay anh Bình làm công việc gì anh Bình? Hiện nay tôi nghỉ ở nhà, nghỉ hưu. Anh có thể cho các chị biết là mình làm công việc gì rồi trước á, rồi giờ nghỉ hưu á? Trước thì tôi làm bên sửa chữa ngành ô tô. Giờ mình nghỉ hưu rồi mình có lương hưu không? Có lương hưu. Mình hiện nay là không có làm thêm việc gì khác. Trước mắt mình chưa làm gì, đang ở nhà. Lương hưu đó có đủ sống không anh? Nó cũng không đủ đâu, nhưng mà cũng có chút dành dụm mà tiền ngày xưa, với hai nữa là thỉnh thoảng các cháu nó cho thêm để sinh hoạt, cho nó đủ sinh hoạt. Thì Yên Bình nói thì có một chút lương hưu và xưa mình làm cũng dành dụm được một chút. Thì cũng nói chung là cũng đủ trang trải hiện nay ha. Đủ trang trải cuộc sống. Rồi tới đây anh có tính làm việc gì thêm không? Thì cũng có dự kiến nhưng mà thực trước mắt thì chưa cụ thể được. Phải đang tìm kiếm ha. Đang tìm kiếm công việc. Đang tìm kiếm cơ hội. Rồi sẵn anh cho quý vị khán giả biết là hiện nay anh ở nhà mình hay nhà trọ anh Bình? Tôi ở nhà tôi, nhà riêng. Thành phố Hồ Chí Minh mà có nhà riêng thì cũng là dạng như cũng ngon lành rồi. Anh ở quận mấy nè? Tôi ở quận 12. Rồi anh cho quý vị khán giả biết là hiện nay tình trạng hôn nhân của anh như thế nào anh Bình? Tôi thì đã ly dị vợ từ năm 2006 đến bây giờ. Sau đó thì tôi có đến năm 2008 thì tôi có ở chung với một người cùng cơ quan, rồi cũng được một thời gian khoảng chục năm thì rồi ai về nhà người đó. Đấy. Anh Bình cứ thoải mái anh Bình, này dạng như anh em mình tâm sự thôi để vâng. Giới thiệu bản thân thôi, đâu có gì đâu, thấy căng thẳng quá trời. Rồi người vợ trước của anh đó, có con của anh không? Người vợ đầu tôi có ba con. Có ba cháu. Cháu đầu là con trai, còn hai đứa sau là con gái. Các cháu có gia đình riêng, ở riêng hết này. Vậy anh cũng khỏe ha, đỡ cái phần mình lo cho các cháu nữa. Rồi người thứ hai đó có với anh có con nào? Người thứ hai không có. Mà cũng không có đăng ký kết hôn. Thì ở chung với nhau một thời gian vậy thôi. Rồi sau người thứ hai đó là mình ở tới bây giờ luôn, không quen ai thêm luôn? Không, rồi đến năm 20 thì 2220 thì 020 thì chia tay mỗi người một nơi. Anh ngồi thẳng thẳng lên chút anh, đừng có giữa luôn sau đó cho nó đẹp. Rồi anh Bình thì hiện nay có nhà ở thành phố và cũng đang cô đơn. Anh Bình có bao nhiêu anh chị em trong gia đình anh Bình? Gia đình tôi có một mình, không có anh chị em. Ông cụ cũng mất sớm. Ở mình cô đơn này rồi anh có rượu chè thuốc lá gì không? Thì nói thật ra thì
Tôi chỉ có thuốc lá với rượu bia, nhưng mà rượu chè thì ít lắm, thì đại khái tháng thì 2-3 cữ thôi, độ khoảng tuần lần. Ông theo em nghĩ thì giống uống rượu bia thì mình uống có căn bản này cũng có tới nổi không, chỉ sợ nó say xỉn quá rồi quậy phá thôi đó, chứ còn mình đám tiệc hay gì đó uống thì, như là em, bản thân em đây khi em cũng dùng bia rượu chứ không phải em hay ho gì. Rồi hôm nay anh đến chương trình thì anh muốn chương trình giúp gì anh? Thì muốn nay đến đây thì muốn nhờ chương trình giúp đỡ ghép giúp cho một nửa còn lại ghép với một người nào đó thì cũng hoàn cảnh cũng giống mình nhé. Thì ở với nhau thì chăm nhau lúc quãng đời còn lại vậy thôi. Rồi anh cho các chị biết là trong cuộc sống anh có khó tính không, có gia trưởng gì không? Tôi cái tính tôi thoải mái lắm. Ai muốn làm gì làm. Đấy, chứ tôi không có khó. Đấy. Có cái là muốn thì tìm hiểu được một người phụ nữ gia đình. Đấy, biết lo toan rồi thu xếp rồi cho gia đình vậy thôi, chứ còn cũng không có đòi hỏi gì. Rồi anh cho các chị biết cái điểm mạnh điểm yếu của anh luôn anh Bình. Tôi thì được cái tính thì mạnh thì nói cái gì thì quyết tâm làm bằng được. Còn cái điểm yếu thì cũng thấy nó không có cái gì là ấy cả, mình cũng bình bình, những người dân thường mà người đàn ông khác vậy thôi, không có gì yếu lắm. Như hồi nãy em nghe anh Bình nói là anh là thợ sửa xe gara vậy đó. Đúng rồi, trước thì sửa ở công ty, làm ở công ty xe khách Sài Gòn. Thì sửa chữa xe cho công ty, vừa lái vừa sửa. Lái cũng có mà sửa cũng có. Vậy có là thời anh có gian. Bằng lái xe hả? Có bằng lái xe. Thì giờ mình có thể mình xin chạy xe cũng được. Xin chạy xe cũng được, nhưng mà mình có tuổi rồi xin nó khó lắm. Người ta muốn tuyển hoặc là muốn ấy thì cũng kiếm người nó còn trẻ, nhưng mình thì có tuổi đâm ra cũng khó kiếm. Em thấy anh Bình nhìn dáng rất là cao to nè, nhìn nó cũng rất là sang luôn. Anh cao nhiêu, nặng nhiêu anh Bình? Tôi cao 1m64, nặng 66. Rồi giờ anh đưa ra cái tiêu chí mà để các cô coi xem thử đồng cảm không, thì gọi điện cho anh. Anh muốn cô đó là độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu mới hợp với anh? Tôi thì muốn chọn tìm hiểu một người phụ nữ tầm tuổi từ 53 đến 63. Ở trên lệch một tuổi được không anh? Trên lệch một tuổi, hai tuổi cũng được, không sao cả. Rồi hiện nay thì anh Bình ở có một mình đó không? Đúng rồi, tôi ở có mình. Không có vướng bận con cái, không rồi vướng bận cái cô cái. Sắp đến đó, rồi anh muốn cái cô đó có vướng bận con cái không? Hay là có con vẫn được? Không, có con cũng được, nhưng mà có cái là không còn ràng buộc, tức là vợ chồng thì đã phải ly hôn, tức là phải sống độc thân, chứ còn hãy còn chuyện vợ chồng thì không được. Không, anh cứ yên tâm, đến chương trình thì đã đến chương trình đây mà ngồi với anh ghi hình á, thì chắc chắn em sẽ kiểm tra giấy tờ rồi, là sẽ không còn dính đến chồng hoặc là vợ nữa. Đó, anh cứ yên tâm chuyện đó. Còn là nãy em hỏi là dụ như chị đó có một đứa con, dụ như theo anh á, thì anh có muốn là có vướng bận con cái không á? Thì cũng được, không sao cả. Như hiện nay thì anh đang chờ một công việc mới. Rồi anh có muốn chị đó là có về kinh tế không? Có công ăn việc làm, có nhà ở cửa gì không? Thực lòng mà nói thì kinh tế thì tôi cũng không cần lắm. Nhưng mà có cái điều là ai cũng có một cái công việc gì đó làm để gia đình có cái nguồn thu nhập để sinh hoạt. Thì để hỗ trợ giao anh ha, cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn ha. Đúng rồi. Anh muốn người phụ nữ sắp đến với anh là có nghiêng về phần nội trợ nhiều hay là ngoài xã hội nhiều, ví dụ như biết nấu ăn nè. Tôi muốn người phụ nữ nghiêng về phần nội trợ nhiều hơn. Thì đi làm vẫn đi làm, nhưng mà cũng phải biết nấu ăn rồi ha.
Ngoài đó anh còn gì nữa anh nói rõ luôn đi, nếu quan điểm mình rõ ra đừng có chung chung. Không thì đó thì tôi chỉ có mong ước tìm được một nửa của mình là một người phụ nữ gia đình. Đấy, yeah. Biết lo toan rồi vun đắp cho gia đình. Anh cần người đó là ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với anh hay là tỉnh nào cũng được? Không, ở đâu cũng được, nhưng nếu như mà đến với nhau thì về nhà tôi ở. À, là cái đầu tiên là anh muốn người phụ nữ sắp đến với anh là về nhà anh ở. Đúng anh rồi. Không có theo được đúng không? Là vì tôi nói thật, nói thì tôi là con có một mình, đâm ra phải gánh vác cái chuyện mà thờ cúng ông bà già, ông bà nội ngoại rồi bố mẹ. Không, theo em nghĩ thì các chị cũng chắc cũng thích về già anh ở hơn. Tại vì khi ở đây mình anh em tâm sự thì tâm cho rõ luôn. Cũng có một số chị thì cũng vướng bận già, cửa có con cái người ta cũng đi, nhưng chắc số đó em nghĩ cũng rất ít thôi. Cũng hy vọng sau chương trình này chị nào xem anh Bình thấy đồng cảm thì liên hệ với anh Bình ha. Rồi còn phần tôn giáo sao anh Bình, anh có quan trọng không? Không, tôi không quan trọng. Đi lương ra đi Thiên Chúa giáo cũng được, mà đi Phật cũng được, mà không có đi cái bên nào cũng được. Giờ mình sống thì cơ bản nhất là mình sống có đức, có cái tâm của mình. Thế thôi, còn Phật nào cũng vậy. Thì cũng khuyên dân sống có đức thế thôi. Dạ, anh cũng đơn giản ha. Đơn giản. Rồi anh nêu quan điểm rõ ra thì anh cần gì ở người đó, phụ nữ đó nữa. Ví dụ như tính tình nè, anh thích người phụ nữ hòa đồng hay là dũng dẻo một chút xíu? Tôi thì muốn người phụ nữ hòa đồng, không thích người phụ nữ nói nhiều, cảm giảm. Đó. Nói chung là nói ít mà cười nhiều thì là thích. Thì đó, bởi em mới nói là anh cứ nói rõ ra, nên đừng có nói chung chung mà đạo đức rồi. Vì khi em bảo đảm chị nào cũng có đạo đức hết, anh nào cũng có đạo đức hết. Bởi vậy mình cứ nói rõ ra nó hay hơn, để sau này về nó không có để xảy ra một lần nữa như đợt trước mình nữa nha. Rồi hôm nay anh Bình đến với chương trình giới thiệu bản thân, thì các chị, các cô nào xem mà thấy đồng cảm á thì nhanh tay bắt máy rồi là cho anh Bình. Thì cái đầu tiên là anh Bình nói là các chị nếu mà thích anh thì về anh ở. Đúng rồi. Chứ anh thì còn bên đang ở nhà thờ cúng kiến gì nữa, anh không có đi được. Rồi anh gửi lời gì đến các chị rồi anh em mình kết thúc ha. Bởi vì anh cũng thôi đơn thì giản hôm quá. Nay thì cũng nhân tiện ngày 8 tháng 3 là ngày phụ nữ quốc tế, thì cho mình gửi lời tất cả đến chị em một lời chúc sức khỏe, thân thương và hạnh phúc. Chà, anh cũng hay ta. Cái này các chị rất là thích nè. Anh rất tế dị luôn. Tới ngày 8 tháng 3 luôn. Rồi hôm nay anh đến chương trình thì em cũng rất là vui luôn. Rồi anh chào quý vị khán giả đi. Dạ, xin chào tất cả bà con cô bác. Trước khi kết thúc video, Ngọc Diệp cũng cầu chúc quý vị một ngày sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Chào anh.